chứng đạo, đại năng như thị, hà lữ bất tất, dễ dãi giả vị, phá hoa ân, vô duyên vị dữ, bảo nhậm thử sự, chung bất hư giả, tức tổ sư. Đại năng như thị, hà lữ bất tất, chi ý, nãy vị học giả bảo nhậm, chi từ giả, kỳ, sách lệ, kiến tấn, chi thành, tận kiến vô thử, tịch viết, tuy nhiên, thị y, quả như thị, giả vị, tức ứng thanh, điểm phổ tam mạc, dĩ kỳ bát sắc, tạo gia, tự tư, kiến, cứ cử nghĩ. Cái đoạn thứ hai, Tam Tổ nói rằng, đặng năng như thị, hà lưỡi bắt tất đó, thì theo người Nhã Giải thì giải thích rằng mà kinh Pháp Hoa có nói là ta mà lai nó gì chúng bay bảo nhiệm cái việc này là không có, cuối cùng là không có hư vọng à. Tức là nếu mà theo cái lời của Phật mà thực hành đó, quét hết cái bệnh chấp thật của mình đó, thì kết cục đó sẽ được chân tánh thành Phật. Cái việc này đó là chân thật, không phải là hư vọng. Lập Phật á dâm bạo lắm à, tức là lời của tổ cũng vậy à. Cái hai câu mà đạn năng như thị hà lưỡi bất tất đó, cái ý đó cũng là vậy à, là vì người học người tham thiền cái lời mà kích thích kích lệ cho người học tham thiền đó mau tinh tấn à, là cái thành ý của tổ đã hiện ra ở hai câu này à. Tức là mình á, chỉ cần mình nếu mà làm như thế đó à, làm theo như thế đó thì không cần lo, không cần lo mà không không dạt à, tức là khỏi lo mà không chán tánh, cũng nhờ mà học ở trong trường mà khỏi lo mà không có tốt nghiệp à. Nếu mà cứ làm tôi á thì cũng như mình bây giờ đó, mình cứ tham cô thoại đào đó à, bức tử mà tham đó thì sẽ một ngày sẽ được chán tánh, chứ khỏi cần lo mà không làm được trong công việc đó à. Thì Phật ở trong kinh Pháp Hoa đã có cái ý là khuyên khích mình phải tinh tiến đó à. Thì tổ Tăng Sáng ở hai câu này cũng vậy, cũng là cái ý mà khích lệ mình, khuyên khích mình à, để mình mà được tinh tiến đó. Thì mặc dù nói vậy là đúng, nhưng mà đoạn thứ ba trong công thiền sư đó cũng còn nói không được à, cũng còn phải quyết. Thì cái lời quyết á nói rằng nó mặc vào đúng, nhưng mà hãy ôm là quả được như thế hà chứ à, quả thực được như thế hà chứ, tức là quả mà lược tham tới chân tánh hà chứ. Nếu mà chứ á, nếu mà mình chưa chứng tánh mà chấp lời của tổ á, hay là học theo cái lời, học theo mà cái kiểu của tổ á, hỏi cái mà đáp liền đó à, hay là học mà cấp trên á, gặp ngài thuần tử đó, thì ngài thuần tử á đánh trung tông á,
rồi nó ngóc lào lên á, thì ngài thiền tử hỏi nói thì lúc đó lã căn tánh rồi đó, lã ngộ rồi thì không nói nữa, ngấp lào ba cái à, thì ngài thiền tử biết là căn tánh rồi đó, nó mới kêu nó lên đó. Thì nếu mà mình chưa có ngộ á, lời của tổ mới về hỏi mình mà trả lời liền cái bằng ưng thanh á, hay là mình một cái kiểu mà không trả lời mà ngấp lào ba lần đó, gạt lào ba lần à, thì á lã là trễ hết 8 khắc rồi, một khắc là 15 phút đó, tức là trễ lâu quá rồi, phải tự mình ngộ mới được. Nếu mà mình chưa ngộ á, học cái kiểu của tổ á, thì tổ á mang là ăn cướp của người ta không phải là con tốt, phải của mình tự ngộ mới. Hôm qua cũng có một người thì cũng học cái kiểu của tổ, rồi gặp tôi học bốn kiểu của tổ. Kiểu là gì? Tại mà tôi rồi chúng thứ ba đó để đứng dậy mà hỏi có chăng, cái không tách lộ được, biết nói anh sao chỉ là cười tôi nói á à. Mà theo cái người đó cũng học giống nữa à, tức là làm con chó cũng còn không lũ tư cách, cũng còn chưa lũ tư cách à, mặc dù học cho giống á thì cũng là con chó ăn cướp của người khác, không phải không phải là con chó tốt, không chưa mà còn chưa có lũ mà tư cách làm con chó nữa. Cho nên tổ á nó phải tự mình ngộ mới được à, nếu mà học theo người ta trả lời liền, tức là nếu mà có qua óc á suy nghĩ một chút xíu đó thì cái kim đó là xa quá rồi à, đã lộ quá rồi. cái bằng khắc châu cầu kim đó, cái kim việt cái bằng gì đó. Tức là cái ma lăng ly đó thì dứt cái kim xuống trong à, thì á làm cái giáo ở cái chỗ nó kêu bằng gì đó tiếng Việt là BG đó, khắc cái giáo ở BG nói này, để lật nữa đó, ở chỗ này đó chúng mò là mò được á à, cái ghê lăng ly mà khắc cái giáo ở chỗ mẹ à, BG đó thì làm sao mà mò được cái kim à, thì cái kim đó mà mắc lâu rồi à, thì những người là cái này đó nói những người mà chấp lời của tổ á à, thì cũng như mà khắc cho mà để nghe đó à, thì làm sao mà mò được cái kim trở về được à, là vậy đó. Để viết như thế cuộc như thế chiếu vấn bất thời na lý kỵ lót hạ trùng trùng viết diễn bề gia nương như cách tam thiên lý. Đoạn thứ tư đó, Trung Phong Thiền Sư lấy bốn câu kệ để kết thúc hai câu tính tâm minh này. Thì có tính tâm minh nói là đặng năng ngơ thị, nghe thị chờ nghe thấy. Ví dụ nếu mà theo cái lời á thì á như thế là thêm như thế nữa, thì như thế tới chừng nào á, xin hỏi chừng nào mới xong việc, mà lúc xong việc đó mà từ ở lao mà đến, tức là nếu mà mình không tự mình dùng công phu á à, mà dán tham á, tham tới ngộ á,
nếu mà chỉ mà ăn cắp lời của tổ, à lộn cái lời của tổ á, làm cái lời của mình á, thì là người mà không biết mắc cỡ đó, cứ mang cái mặt nạ mà làm bằng sắt đó, một lớp thêm một lớp, nhiều lớp lắm, à mà để che hết cái mặt rồi không biết mắc cỡ, tí rồi đó vào cho á, lột hết cái mặt nạ một chồng qua một chồng, lột hết chừng à cái mặt nạ và làm bằng sắt đó, lột hết đi, lúc đó chỉ là mới biết mắc cỡ thôi, nhưng mà cũng còn á, muốn về tới nhà quê hương đó cũng còn cách xa 3.000 dặm, cũng còn cách xa 3.000 dặm à. Đừng có nói mà không biết mắc cỡ, ăn cắp lời của tổ mà cho là của mình thì mà làm sao mà yên tâm được à. Bây giờ đó biết mắc cỡ là còn phải dùng công phu mới được à, lột hết cái mặt nạ mà làm bằng sắt đó, mái chồng mái lốp là lột hết chân, cũng còn cách xa lắm, còn cách xa 3.000 dặm à, phải dùng công, tự mình dùng công phu mới được à. Thế, lộn lời của tổ á, ăn cắp lời của tổ á, để làm của mình á, hay là ăn cắp cái mà học cái lộn tắc của tổ á, à, cũng như gạt đạo 3 lần à, cũng như tôi nói đấy, không quan người đó, học cái cách của tổ á, thì cái đó là không biết mắc cỡ đó à. Tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm, tâm thị căn pháp thị trần, lưỡng chủng du như cảnh thượng năm, vĩnh gia đại sư đạo tắc thái sát đạo, yếu cai tạc nhân duyên nhãn mục như các thể tại, hà bất đạo tâm chi căn pháp chi trần, cộng chuyển như lai chánh pháp luôn, hốt hưởng cá nhân đạo, vĩnh gia đạo để như các hải, lễ giữ ma đạo như hải cách, tranh tợ tam tổ đại sư tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm, giá lượng phú như sanh thiết bình truyền, yếu thả chuyên tạc bất phá, đại hướng đi đạo, đê căn đề đắc nhất lưu vô dụng xứ, bất như giam khẩu quá tàn chi. Hai câu tính tâm mình kêu bằng tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm đó, thì lời của Trung Phong Thiền Sư khai thị trong đoạn thứ nhất rằng là tâm là căn, pháp là trần, hai thứ đó cũng như mà cái bụi bặm trên gương đó, gương đó là mấy câu này là ở chứng đạo ca của ngài Diễn Gia đó, thì ngài Diễn Gia nói như vậy đó thì là hết sức rồi đó à, là nói cũng là đúng, nhưng mà muốn mà chọc hả? Cái này kêu bằng hả? Lục là à, muốn mà lục mở cái con mắt của người ta đó, của người hay là người trời đó à, thì cũng như mà xa cách như biển vậy đó à, cái mở mắt của người đó tức là chân tâm. Thì Lai Quả Thiền Sư nói đó, mình chưa chân tánh cũng như mà người mù à, ly đường không thấy đường à, tức là mình từ hồi ở trong bụng của mẹ ra đó thì là lui rồi à, không biết tìm
không biết bùng trình cũng không biết, cất to cũng không biết, mà đi đường lập nhầm cất to nó, wow, lột tóc. Cái gì đâu có biết, còn nào chứ có biết lập nhầm cất to nó là lột tóc. Tối từng mình lực chân tâm là thì mỏ mắt rồi, hai lực cơ quan cũng là mỏ mắt rồi, thì biết thế lượng ly rồi, thì làm sao cũng không có lập nhầm cất chó được rồi, cũng không có lập nhầm cái hàm cào nữa, thì tức là con mắt được mở rồi, thì mấy cô chứng đạo ca của ngài Diễn Gia mặc dầu nói thì hay rất hay, nhưng mà muốn mà làm cho người ta được mà mở mắt đó, được kinh tánh đó, thì cũng như còn cắt cái điển còn xa lắm, còn xa lắm, không bằng nói ngược lại, nói là tam không phải căn, thấp không phải chẳng, tam phi căn thấp phi chẳng, cộng chuyển Như Lai sanh pháp luân. Cái tam là lục căn á, cái pháp á là lục trần á, căn với trần không có, cũng như mà Bát Nhã Tâm Kinh á không có chấp thật được, thì tất cả mình sai chuyển cái chánh pháp của Phật tức là tha chấp, tha chấp tam không phải căn, tức là tha cái chấp tam đó, thấp không phải trần, thật đó là tha cái mà chấp chặt đó. Thì nói vậy là được, nhưng mà có người tu đạo đó, có người là nói nói ngài Diễn Gia nói mà cách biển, còn ông đó nói vậy đó là biển cách, không bằng mà tâm tổ đại sư nói hai câu tinh tâm minh là tinh tâm bác nghĩa, bác nghĩa tinh tâm, là hai câu này cũng như mà sắc cái trái căn á, trái căn mà lúc bằng sắc đó muốn lục cũng lục không có lược, lục không bẻ, thì chỉ là nói với y rằng nói nhỏ người ta nghe nó mắc cỡ lắm, người ta nghe cười, cười lắm, nói nhỏ đừng có nói lớn để người ta nghe là cười lắm. Tại sao vậy? Cũng như cái con dê dê đó, nó ở trên cai nó kêu hoài đó, ngày lên kêu nó không dứt, kêu tới mà chảy máu cũng vô dụng, bởi vậy ít bữa nó cũng chết, không bàn thôi khỏi hao sức, cũng như mà nằm cái miệng lại để qua cái cây mà xương đó thì nó còn khỏi hao sức á, hao sức nó vô dụng, tối ngày sáng đêm cứ kêu hoài cho tới mà da mau cũng là xài không được. Thì á nghĩa là nói mình nếu mà chấp hoặc giả dĩ nghĩa giải tổ sư ý vị, chúng sanh mê thử tâm giả, kỳ lai cửa nghĩ ư nhất pháp chung tổng sanh văn biệt, nhất nhất văn biệt mạc bất gia nhị, thả kiến nghĩ ký tự
bất kiến nhân đi tha, thử niệm tự tha chi nhị, đồng thử dẫn khởi vô lượng vô số phân biệt, bất thắng kỳ dị nghĩ. Hỏi có số, ví dụ nhiên chi kỳ hai lượng giả tăng, số khổ sư, lão bà, thái quá, đơn đề cá tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm chi chắc ấn, giữ thư, dương đầu thiết ấn, ấn phá, như cương tử bổng, vô nhất mục như bất cương, như lãnh đệ vô nhất lượng, như bất thuận, tấn đôi thoại hồ, ưu chập, cảo nhật, lễ ưu hôn cù, tổ giả thiệt, hội giả văn, cùng giả âm, ngu giả ký, bất ly mộng trạch, biển đăng chân giác khí trường, kỹ cách, quyển thanh, trực chứng kim cương khí thể, cả vị, khởi tưởng hồi sanh khí thần dược, cách phàm nhập thánh khí lương đạo, chí nghĩ, nỉ nỉ, tịch viết, tán thán hạ chỉ như thần ngộ chí quẩn, thử cá bất nhị chí thuyết, quần hữu hương thọ xứ giả vô, tổ vô địa khả dung, hạ tổ sư báo, thử giả hiệp, thuyết vọng. Cái đoạn thứ hai á, theo người nhã giải đó, giải cái ý của tổ rằng nó chung sanh á, mê cái tam này đó đã lâu rồi, mà ở trong một tháp mà lại sanh cái phân biệt hư vọng, mà mỗi mỗi phân biệt đó đều là nghị hết á, à không có cái nào không phải là nghị. À, nếu mà thấy mình là tự thì tất nhiên phải thấy người là tha, à nó gọi là cái nghị của tự tha. Mà từ nay đó mới sanh lên vô lượng vô số phân biệt thì cái nghị đó không biết bao nhiêu, à nhiều lắm. Là nếu mà tính toán á, ví dụ á, cũng là không biết cái bò bến, cái số lượng không biết được. Cho nên á, tổ sư á, từ bi hay quá, chỉ đề lên cái mà hai cô mà tinh tâm bất nhị tinh tâm, làm cái mà tránh ớt. Lễ ứng tha cái chấp của mình, à ngay cái đầu, à ứng tha cái chấp của mình, à cũng như mà cái à, lưới đó phải mà năm cái vàng đó, cái lưới đó, cái lỗ lưới nó mới mở ra được, à mở hết cả nguyên một cái lưới mở mà à, không có một cái mắt không mà mở ra. Cũng như mà cái áo đó, nếu không nắm cái bầu á thì nó không có xuôi được, à nắm cái bầu được á thì cái nào đó tất cả đều nó xuôi hết. À thì á, cái à, trời rằm thiên linh á, cái bằng tinh lôi á, một năm á nó có hai, cũng như cái lịch á, một năm có 24 cái mà kêu bằng à, thời tiết đó, thì có một cái thời tiết kêu bằng là kinh, cái tên là kinh địch, kinh chập đó. Ừ. Thì lúc đó nó hai mà thình lình nó trồi rằm lên đó, à
cũng như mặt trời đó, nó là chiếu sáng cái lường mà tối hù lắm, cũng như mà người mù á được thấy, người liếc mà được nghe, người ly tới chỗ lường cùng á tưởng là không có lường ly mà được thông, còn có lường ly à, người mà ngu si á thì được trí huệ à, mà khỏi càng mà rời khỏi cái nhà chim bao đó mà được đeo lên cái sự mà giác ngộ, chừng giác đó, chừng giác tức là giác ngộ chân tánh đó, mà khỏi càng cách xa cái ảo thân này thì được chứng cái mà cái thể kim căn, cũng là cái biệt danh của tự tánh, tánh giác cũng là cái biệt danh của tự tánh đó à. Thì hai câu tính tâm minh này cũng như mà cái kết thúc thần hiệu, thần diệu, có thể mà người chết sống lại, có thể mà làm giảng người mà phàm được nhập cái bậc thánh, thì là dứt tốc, dứt mỹ mãn. Thì cái loại tán thán này đó cũng là dứt hay, nhưng mà Trung Phong Thiền Sư nói không được à, còn phải quyết. Thì lời quyết ở đoạn thứ ba của Trung Phong Thiền Sư nó quyết rằng, nói cái lời tăng thang đó thì ngưng lại đi, tạm ngưng lại đi à. Tôi xin hỏi lúc mà khi giây phút mà mới được ngộ đó, được thực ngộ đó, cái bằng thần ngộ đó à, thì lúc đó đó cái mà cái lời bắt nghĩ ở trong cái tính tâm hai câu mà lăng giai đoạn thứ hai lăng tăng thắng đó, cái bắt nghĩ đó mà còn có chỗ mà dung nạp hay không à? Nếu mà không có chỗ để dung nạp cái lời bắt nghĩ này đó, thì á tổ nói vậy đó, có chỗ này cũng là phải ăn gãi mới được. Nhưng mà sự thật đó thì không phải là cái lỗi của tổ à, là tại cái bệnh của mình. Chắc lời của tổ là thật à, mới làm cho tổ phải mắc bị ăn gãi chứ không phải là lời của tổ là sai à. Lời của tổ là muốn mình ngộ, chứ không phải mà muốn mình chấp cái lời của tổ, cho rằng là cái lời của tổ là cái ngộ của tổ. Nếu mà mình chấp cái lời của tổ cho là cái ngộ của mình á, thì cũng như khúc trên đó nói cái con dao đó, cái ấn á à, của người làm quan á, thì á hay là người ta có tiệm á, cũng lấy cái con dao đóng vô thì người ta tin á à, giao dịch giao bao nhiêu tiền cũng được á, người ta tin. Nhưng mà cái con dao nó phải con dao của mình, mình đóng vô đó người ta mới tin. Mà bây giờ mình lộn cái con dao của người khác, nếu mà lộn nhầm con dao của ông quan nào đó, mình mặc vào con dao đó là làm bằng vàng đó, mình cho là cái con dao của mình đóng vô đó, không những mà người ta không tin còn bắt mình ở tù à. Bởi vì con dao không phải của mình lấy ra xài là không được à. Thì cái lời của tổ là do tổ tự ngộ, mình á tổ là muốn mình tự ngộ bằng tổ vậy thì mới xài ra được. Còn á nếu mà ăn cắp lồ của tổ hay là lộn lồ của tổ cho là quả của mình à, thì là sai lầm rồi đó à. À thì cũng như mà lộn được cái con giáo của ông quan nào là đem đóng vô mà đem xài đó thì phải bị bắt ở tù chứ.
thì không phải là tổ đó có coi công giáo đó là tổ hay làm tại á, mình lộn của tổ hại cho tổ mà bị người ta nói ấy đó, nó xài bại bạ chứ không phải là tổ xài bại bạ, tại mình ăn cắp cái công giáo của tổ mình nó xài bại bạ chứ. Bây giờ cũng là tới giờ ha, mà bây giờ giảng hết thì giảng không hết à hả? Không sao đó, thì sao mà giảng rồi à? Trong kinh Kim Cang có nói tu đà hoàng mà còn nghĩ mình là tu đà hoàng thì không phải là tu đà hoàng. Để nếu là tu đà hoàng phải thì không nghĩ mình là tu đà hoàng phải không? Như thế trong kinh Đức Phật đã thừa nhận có quả vị để cho người ta chứng đắc. Điều này có đi ngược với tinh thần thiền tông hay không? Kính mong thầy Quan Hỷ giải thích cho con được rõ. Thì tôi đã thường có nói đó, chỉ cần mình tham thiền à. Vì nếu mà nói tham thiền á thì không phải là tham thiền rồi đó. Thì tham thiền á sẽ đặt đến mà ngộ. Nếu mà có cái tâm mà trừ ngộ á, muốn cầu ngộ á thì điểm giảng là ngộ không được. Thì tu đà hoàng á là sơ quả của thời sinh viên đó. Nếu mà thì tham thiền á sẽ đặt đến mà ngộ. Nếu mà có cái tâm mà trừ ngộ á, muốn cầu ngộ á thì điểm giảng là ngộ không được. Thì tu đà hoàng á là sơ quả của thời sinh viên đó. Nếu mà chấp cái quả của mình chứng á, nói là ta là chứng quả của tu đà hoàng á, thì còn cái chấp đó là chưa được chứng. Nếu mà tôi nói đó, cũng như mà ở chỗ lớn đi Sài Gòn á, thì còn là cái mục đích của mình đến, thì mình cứ ly á thì sẽ đến. Thì mình á đi thì thôi rồi, cứ dọc đường ta đến Sài Gòn à, ta đến Sài Gòn à, à ta đi Sài Gòn à, thì la cho mình làm gì à, không biết mình cứ ly là đến à. Thì á, ngài Trung Phong Thiền Sư á, ở trong mà Trung Phong Pháp Ngữ á, thay thị rằng á, chỉ cần mình tham thiền, có thoại đào, khởi nghi tình, có thoại đào là thường thuộc, nếu mà mình biết thường thuộc, cũng là không được. Mà nếu mà mình biết mình không có thường thuộc, cũng là không được. Thì không phải là mình biết mình chứng quả tu đà hoàng được, mình biết mình chưa có chứng cũng là không được à. Biết với không biết là đối lại là lục lọt tư cu, là giọng biết là giọng biết, không biết là giọng không biết, đều là giọng à. Trong Phật pháp á là tha cái ngã chấp, chẳng nhất tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, đối tượng thừa à, đều phải tha ngã chấp à. Nếu mà mình biết mình là có sở đắc á, cũng như là được kết quả tu đà hoàng đó, thì là không được à. Mà cái được nhưng mà mình không biết, rồi biết cái không được á thì cũng là không được nữa à. Chứ không phải là bỏ cái bên này á, chấp qua cái bên kia cũng là biên kia
cũng là lọt vào năm thứ ác kiến đó. Rồi thứ hai, theo thiền tông khi phá được sơ quan thấy là lúc khối nghi đã bùng vỡ, nhưng muốn tiến đến trùng quan còn phải nghi nữa, mà khối nghi đã vỡ làm sao nghi nữa được? Cái sơ quan á, phá được cái bổn tham á, thì cái bổn tham nó là hết nghi. Nhưng mà cũng như mình coi cái công án của tổ á, có cai thì thâu lực, có cai chưa có được. Chỗ chưa có được thì phải nghi nữa, phải khỏi nghi nữa. Bởi vì cái căn nghi á, chứ bằng nghi căn á chưa có cách dứt, còn có chỗ nghi thì phải mà tiếp tục nghi nữa, nghi tới ngộ. Và A-la-hán của tiểu thừa có chứng ấn không? Nếu không, làm sao xuất luân hồi? Vì căn bản vô minh còn. Còn như nói chứng ấn thì thiền tiểu thừa không có nghi tình, làm sao chứng ấn? Kính mong thầy giải đáp, vì sao lời thầy nói có nghi mới có ngộ, không nghi thì không ngộ. Theo lời của tổ á, thì A-la-hán chưa có chứng ấn, chưa phá được cái căn bản vô minh, nhưng mà bị phá lực cái nhân ngã chấp cho nên được ra khỏi cái sinh tử luân hồi. Khi đó cái sinh tử đó thì có hai thứ, một thứ gọi là thang đoạn sinh tử, một thứ gọi là biến diệt sinh tử. Thì A La Hán dứt được cái thang đoạn sinh tử nhưng mà bị chưa chân tâm, cho nên chưa giúp được cái biến diệt sinh tử, nó còn phải mà cần phải tiến bộ nữa, cần phải tiến lên nữa. Nếu mà tiếp xúc cái quả A La Hán á là thật á, thì á Phật mới vỡ rằng là ngu si, tại nó tưởng là cố kính niết bàn nhưng mà chưa, sự thật là chỉ là ở nửa đường thôi. Tại nó là phá được cái nhân ngã chấp, cho nên nó mới vừa được ra khỏi cái thang đoạn sinh tử. Nhưng mà cái thất ngã chấp đó chưa phá được, cho nên nó còn cái biến diệt sinh tử. Câu số 4, theo bài Bát Nhã Tâm Kinh thầy đã giảng, trong ấy giác chi kiến thanh văn, duyên giác Bồ Tát cho đến Phật. Vậy nếu đã giờ hàng thanh văn, đã giờ hàng thắng, sao chưa đạt đến trí huệ Bát Nhã? Theo chi kiến này chỉ cho các trình độ của phàm nhân trong các giai đoạn học đạo. Cái lời ở lời Phật ở Bát Nhã Tâm Kinh đó, Mà
từ á, con chưa hỏi tức tam tức là ta, thì tổ mới trả lời của ông. Cái bản niệm á, thì ở trong kinh Lăng Nghiêm nói đó, tâm nhất bùa tư dân, Phật cũng là dân, có cái tướng của Phật là tướng. Phàm nói ra thì phải có dân, có tướng. Nhưng mà có dân, có tướng nó thì là có niệm. Cho nên á, phải có người hỏi mới có đáp. Cái đáp đó là gì? Cũng có người hỏi Mã Tổ á, tại sao Tổ nói tức tâm tức thật? Tổ nói tại muốn gạt con nít cho nó nín khóc, rồi cái tăng nó hỏi thêm, nó khóc nín rồi làm sao, là thế nào? Nó tư tam tư phật, chẳng phải tam chẳng phải phật. Thì nó tức tâm tức thật là muốn vật cho con nít, nên khóc thôi. Tại con nít nó khóc cho nên phải vật nó. Vậy đó. Tại có câu hỏi, tại có câu hỏi. Nếu mà mình chấp vào cái lời của Phật, chấp vào lời của Tổ đó, là nghiệp duy tôi Phật, nghiệp duy ý Phật, nghiệp duy ý Tổ, kêu bằng từ ngữ sanh giải, tức là hiểu theo cái lời nói đó là con chó để theo cuộc chương. Mà nếu một niệm bất thiết, trước kia giết thì về tình tình một niệm bất thiết, phải không? Để chứng tâm tu tố mình sạc rồi đó cũng dễ ít cho mọi chữ hết mất nguyện đánh giết để thầm chứng tâm nữa. Bây giờ nói là nó có cũng được, nó không nhận được cái đó là bây giờ theo cái đoạn 73 thôi. 73 ở trang 91 đó. Bài 13 ngôn ngữ đạo đoạn khi khư lai kim dịch đường ngôn ngữ chấm dứt chẳng phải quá khứ hiện tại vị lai. Lời khai thị của Ngài Trung Phong nói tam tam phi tam, phi tam, tam là phi tam là tam. Giữa đào lên keo chẳng dứt, buông tay xuống lại khó tìm. Những dây dưa này khỏi từ tay trúc là hơn 2000 năm. Trong đó tổ tai thiên 28 vị truyền đông độ là sao lời. Cho đến kẻ ngu động
1700, bài đặt muôn thứ, trừ mãi chẳng hết. Keo nhanh, dưỡng dây, thẳng đến ngày nay, biến ra lò rèn, truy thầm luyện thanh, qua thành tùng lam, ngàm do dịnh trăng, bỗng có mỹ khen loa nhau khỏi, giúp cho dị chứng, tu chứng khác biệt, bài xích nhau, khắc thúc lã nhiều mà bệnh càng thêm nặng, cũng là lộn vào độc của tà ma ngoại đạo, thành bệnh bó tay vô phương trị. Ngày nay chị ngự chết xem như chị ngự sống, im lặng dây lâu nói, thúc cơ xảo gạt đào ba cái để tỏ ngộ, ngoài ngôn ngữ câu được ca ly ngư.